Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui vì mọi người đã ghé thăm kênh Hòa IV Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình cùng vô bếp làm món bánh tiêu nha. Cái món này là món ăn vặt rất là ưa thích của mọi người luôn á. Món này phải nói là khi nào mà ăn là phải ăn mấy cái một lúc mới đã. Bánh này thường hay người ta hay kẹp bánh bò, rồi bánh tiêu kẹp bánh bò á, ăn rất là ngon. Hoặc là ăn bánh này chấm với lại cà phê sữa đó, là một món ăn sáng mà một ăn vặt rất là ngon luôn. Mọi người cùng vô bếp làm chung với mình cho vui nha. Mình có 200g bột mì số 8 đó các bạn. Cái bột mì này là ở chợ Mỹ nào chỗ nào cũng có hết á, với lại 200g bột mì tự tăng đó. Vô Walmart hay vô bất cứ chợ Mỹ nào nó đều có hai cái loại bột này, là rất là thông dụng. Với 100g đường, 250ml nước sôi. Nước thì là sôi nha các bạn. Rồi mình dùng cái muỗng nè, mình quậy cho nó khỏi nóng nha bà nha các bạn. Tại bỏ nước sôi vô á, mình mà trộn bột rất là nóng á, cho nên là phải bỏ cái găng tay vô để trộn sơ lên cho nó nguội bớt. Cho nó nguội bớt đó, thôi là phỏng đó các bạn. Tại nước nó rất là nóng, mình trộn một hồi nó nguội rồi mình tháo găng tay ra để mình nhồi cho nó dễ ha. Đó, tháo găng này nó nguội rồi, nó hơi ấm rồi. Khi mà mình nhồi một lúc thì mình cho nửa muỗng canh dầu ăn vô, nửa muỗng ăn phở thôi, mình nhồi tiếp tục. Cái dầu này bạn có thể cho vào cùng và lúc với bột cũng được, nhưng mà mình quên đó các bạn, nhồi nửa chừng mới sực nhớ bỏ dầu vô cho nó mịn màng, cho nó mềm cái bánh. Nếu mà dầu bạn muốn bỏ cũng được, mà không cũng không sao hết nha. Rồi mình cứ nhồi một hồi khoảng chừng 3 tới 5 phút đó các bạn là xong. Cái này chỉ trộn nhồi cho nó sơ sơ thôi, cũng cần quá kỹ đâu. Rồi mình cuộn nó lại ha. Mình để cho bột nghỉ khoảng nửa tiếng tới một tiếng, ít nhất là nửa tiếng nha, hẳn làm nha các bạn. Nếu mà có thời gian để lâu hơn cũng không sao hết, nhưng mà ít nhất là nửa tiếng đồng hồ nha, thì nó mới nở, nó mới ngon được. Rồi sau khi một tiếng nè, cái này ủ một tiếng thì mình lấy nó ra ha. Giống như mà thì nằm mình cứ nhồi bột, khi nằm cái thời gian thì mình lấy nó ra, mình cán rồi mình chiên luôn đó. Lúc mình lấy cục bột ra thì mình nắn cái cục bột đó, nó dài dài giống vậy nè, nó dài dài vậy để cho nó dễ cắt á. Cái cục này, bột này thì mình chia làm 12 phần ha, thì tùy bánh lớn bánh nhỏ, nhưng mà cái lượng bột này mình chia làm 12 cái bánh thì nó vừa ăn đó các bạn. Nó không có quá lớn mà cũng không có quá nhỏ, là vừa ăn. Cái size này vừa ăn hết. Mình cắt ra 12 viên. Đó, mình canh làm sao mà cắt cho nó đều đều á, 12 viên. Thì nếu mà không đều cũng không sao các bạn. Cái to cái nhỏ cũng không có thành vấn đề ha, tại vì mình chiên từng cái một, hoặc là vài cái nào vàng thì mình vớt ra thôi, chứ cũng không có quan trọng là cái size nha. Nhưng mà đều thì nó đẹp hơn. Đó, sau khi mình cắt thì mình cuộn nó lại. Mình lệnh nó lại á, giống như là cái mạch ướt á cho nó ra phía ngoài, còn cái mạch khô thì cho nó vô trong. Mình lợn nó vô trong rồi để mình nhúng mè cho nó dễ các bạn. Cái mặt ướt thì nó mới thấm cái mè được. Đó, tiếp tục mình cứ cuộn cái bột khô vô trong nè, cứ lợn vô phía trong á, rồi cái bột ướt ở phía ngoài. Rồi mình thấm mè vô nè. Mình thấm mè vô hai mặt. Mè thì tùy thích mình thấm, mình áo ở ngoài nhiều thì nó càng ngon. Sau khi mình làm xong hết 12 viên á thì mình sẽ tiếp tục mình cán cái viên đầu tiên. Hồi nãy mình bận đầu tiên ấy, mình cán cái đầu tiên đó các bạn. Đó, cái độ dày nó dày, nó khoảng chừng 5 mm thôi đó.
Thì cái này nếu mà mình cán mỏng thì cái bánh nó ra nó rỗng ruột, còn nó ít ruột. Còn nếu mà mình cán dày thì nó nhiều ruột thôi. Nếu mà bạn nào mà ăn muốn ăn ít ruột tới thì cán mỏng ha. Cán mỏng mỏng là mỏng vừa tới thôi, mỏng mỏng quá thì nó lúc mà chiên nó sẽ bị bể. Đó, lúc mình làm xong thì mình sẽ khô vờ nó lại cho nó khỏi khô cái bột ha. Dầu thì mình bỏ vô cái nồi vừa vừa thôi, đừng có làm cái nồi lớn quá ha. Ở đó khoảng hơn nửa cái nồi dầu á, mình canh nhiệt độ khoảng 350 độ F thì mình hẳn chiên nha. Cái nhiệt độ dầu nó ổn định rồi á thì bạn sẽ chỉnh lại, chỉnh cái bếp á, bếp chính số thì mình chỉnh khoảng số 6 á, thì mình chiên cho tới hết luôn nha các bạn. Đó, chiên này cũng nhanh lắm, nó chừng 1 tới 2 phút là xong một cái bánh à. Cứ tiếp tục là chiên cho tới hết 12 cái bánh nha. 12 cái bánh chiên nhanh lắm, xíu là xong. À, bữa nay mình dậy sớm á, 5 giờ sáng mình dậy á, mình làm xong xuôi là 7 giờ đó các bạn. Rồi xong cho mấy đứa nhỏ nó ăn sáng đi học. Lâu quá rồi cũng không ăn bánh tiêu á. Khi chiên bánh tiêu á, bạn thấy nó phồng lên, mình cảm thấy thích lắm các bạn. Nhìn nó vui vui mắt lắm. Đứng chiên hồi là xong à. Một hồi là mình có 12 cái bánh ăn. Cái bánh này ăn trong ngày thì nó ngon nha. Để qua ngày cũng được, để qua ngày ăn cũng ok, nhưng mà qua ngày ấy thì bạn phải không phải nướng nó lên lại. Nướng nó lên lại chút xíu cho nó ấm ấm á, ăn nó mới ngon được. Nướng chừng 2 3 2 phút á, 1 2 phút á thì ăn nó sẽ ngon lại như mới luôn nha. Để mình xé cái này cho các bạn xem ha. Mềm nè, mềm mại ngon lắm. Còn nóng là bốc khói luôn các bạn, thấy không? Đó, cái ruột nó rỗng nè. Cái bánh này ăn nó có độ ngọt rồi. Vừa hơi hơi ngọt ngọt thôi, hơi thôi. Rồi ăn nó phía ngoài thì giòn, phía trong thì ăn nó còn cảm giác nó mềm mềm như bánh mì á các bạn, ngon lắm. Video mình kết thúc tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ kênh. Mến chúc mọi người luôn hạnh phúc và bình an. Mọi người thấy mình chia sẻ hữu ích, nhớ tặng cho mình cái like, share, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video lần tới. Bye bye.